cảm ơn các bạn đã đến với CN Gamer. Tiếp tục đến với Liên Quân Mobile nào các bạn ơi. Con nào vùng cút đi cái đàn này. Ok, các bạn đã xem về series Liên Quân Mobile thì hãy like cái video này, đăng ký đi để các bạn chưa đăng ký, bật vào chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ cái video clip nào. Này à, Dimitri đã gác quyết bà bầu, quánh bà bầu tí đi bà con nghe. Hào mà tên mình có ông tên GG cài đặt, học được quá nhá. Help me. Ông số 2 đéo tin tưởng Esu luôn, đéo tin tưởng Esu giúp chọn Văn Hèo chứ. À giúp chọn Văn Hèo, đéo giúp chọn Esu. S1 đi support luôn à. À mày chọn giúp luôn. Được được nhá. Bên sẽ đéo là bạn thất vọng đâu. Chuột này ăn gần chim. Đã ra quick bà bầu. Nên chim của con rat này sao có chữ sờ tu ấy này. Tu là cái đéo nhỉ. À sờ cu à. Tay chữ ở giữa là chữ C là thằng sờ cu ấy không. Hợp lý hợp lý này. Ai đẳng cấp. Ăn đứt cấp chơi ghi đu à. Ôi mẹ mình trận này đúng kiểu mẹ chăn support đấy em ơi. Kiểu mẹ chăn support luôn. Ông S5 đi support mà ông đứt cấp ông đéo cho đi. Ủa sao lại Bri không đi rừng à? Là sao ta biết tướng đéo gì đấy trời. Khó hiểu. Bri bắt đi top hả? Khó hiểu. Rồi F5 pick gì? Ủa alo. Alo. À rồi đây 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 Tara đi top, Ra đi rừng. À, hợp lý đấy. Ủa nhưng mà sao Tara đéo đổi lại cái bộc phá đi Tara ơi. 10 seconds remaining. Alo. Alo. Ảnh ép cuối xong hai thằng đổi sang bộc phá. Đéo đổi luôn. Cầm hai chủ trị luôn. Em hai cái chủ trị. Đi cướp rừng à? À chắc là kế sắt đi cướp rừng đẳng cấp đấy. Meta mới nhá. Mấy hôm nay tôi chơi Liên Quân lại rồi cho nên là đánh nó hơi bị bon tay anh em à. Đánh nó bị kiểu bị hay ấy. Anh em xem thì đừng nghiện nhá. Mấy cái đứa mà thể hiện mình là một thằng chơi rất giỏi á, đầu game là phải như tôi thì đi như thế này cộng chiêu 2 chưa. Đi nghênh ngang ngạo nghễ vào, lính chưa lên nhưng mà cứ lên đấm một cái. Đấy, lấy le. Lấy le, lấy le. Đấm ngay sai, lấy le, đấm là phải chuẩn nhá, đấm là phải dính nhá. Đấm không dính thì đừng có đấm nha. Đấm kiểu đấm như thế này lấy lê. Ép nó luôn. Ép không cho nó ra farm luôn anh em hiểu không. Ép cho nó đéo cho nó ra luôn. Ơ sao đéo dính vậy ta. Ủa alo. Sao không sao không sao. Không sao nhá. À, đấm hai phát vào sự cục quýt là thấy ghê rồi. Là lấy được le rồi. Bây giờ tình huống combat thì tôi cũng không được đường trên. Anh đã cắt tới cho em một đấm. Thôi về thôi. Về thôi về đi. Về farm. Về farm mất công. Ok, mình ở lại là có kill lên nhỉ. Đấy thấy không? Tôi mới sổng đi có tí thôi. Hai thằng mid nó mới sổng đi có tí thôi là hai thằng rừng mới chạy ra đớp liền. Đớp nhanh lắm. Đớp nhanh lắm. Chạy lên khu rừng trên chắc chắn là sẽ có một kill. Sờ cục cực chiến công đâu. Này, thấy không? Thấy không? Làm sao để cho người ta biết mình là một rat đẳng cấp là mình phải di chuyển linh hoạt. Ok, sao đéo về. Ok, tém. À, không sao, trận này tôi gắn được. Tôi sẽ không làm cho bạn Tara giúp tôi thất vọng. Tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Này, tên bạn đã biến về. Tôi sẽ bắt ở đường này. Biến về mẹ rồi. Thì lên sớm hơn tí là có kill đây. Có con rồng nè. Làm nhẹ con rồng không? Mày có cúc mẹ mày về đi không? Hả? Mày có cúc mẹ mày về đi không? Tôi tốc biến luôn. Tôi thấy nó chạy vào tường rồi tôi biết nó tốc biến luôn rồi đấy. Quả đó tôi không muốn giết nó thôi em ạ. Tôi muốn để cho nó farm, nó lấy cái ulti để cho nó đái. Cái hi này có cái ulti nó đái ác lắm. Đây, tôi đi bắt. Tôi nấp ở cái bụi này. À, tôi lộ sai rồi anh em ạ. Tôi đá đấy. Mày có về không? Mày có về không? Ok à rừng. Thế... đéo hiểu kiểu gì ạ? À? Bú thì bú một lần thôi, đéo mẹ mày bú 2-3 lần. Thế đéo nói gì là làm tới. Win bà bầu, quá vãi quá với hú vãi. Nó là win bà bầu chuẩn bị có kill anh em ạ nè. À, xin. Chạy đi đâu cho thích. Mày chạy đi đâu cho thích hả con trai. Mày không thích được đâu con trai, tôi bị không tình yêu. Anh em thấy không, tôi rất là ý thức. Ngồi đeo bao giờ kiểu mẹ em đi farm lính của top. Rất ý thức.
lâu lâu chạy lên là đường support bú miếng lính thì kiểu giống như là combat ở đó quá lâu, đứng lại bú miếng lính kiếm ít tiền. Mày làm gì? Mày làm cái trò con bò gì? Siêu gì? Ê, đỡ 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 đỡ. Ờ, mày làm gì? Mày đòi ăn rừng của Gao hả? Mày đòi ăn rừng của Gao? Làm sao mà ăn được? Mà thực ra là lúc này đéo cần gì nữa lắm. Có lúc này đâu cũng cần đéo đâu, có gì đéo đâu mà phải đỡ. À, bây giờ đây, để thể hiện mình là một người chơi rác đẳng cấp, tôi sẽ lạng lách bắn vào. Này này này, ulti tốc biến này 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 này. Quá đẳng cấp hai này. Hai này gì? Mày đái rồi, mày đòi đái mặt tao à? Không có tuổi, xin cái chỗ nhá. Quá đẳng cấp anh em ơi, quá đẳng cấp anh em ơi. Đấu giải được chưa? Anh em xem tôi đánh như này đấu giải được chưa? Comment cho tôi nhá. Anh em thấy tôi nên lập team đi đấu giải không? Anh em nghĩ tên team đấu giải của tôi là gì mẹ luôn đi nhá. Hình dung tôi cái bắn quá hay. Này cái map liên quân như bây giờ tôi đánh bữa giờ tôi mới bắt đầu quen thật lại map á. Map liên quân nó làm lại khó di chuyển phát cả đài anh. Rát trang phục của quay thái kỳ vậy. Ờ mà tôi không thấy cái trang phục của tôi kỳ kỳ kiểu đéo gì ấy anh em. Ủa sao trang phục của tôi nó bị cái đéo gì mà nó nhìn là lạ ấy anh em nhở? Chắc hiểu. Ơ bỏ kích. Bỏ kích. Ờ kìa. Bỏ. Ê. Bật cái ulti lên mà đéo ắt được tôi ạ. Nhưng mà sao trang phục của tôi kỳ vậy anh em? Thằng Nguyên nó đổi skin à hay như thế nào thế ta? Nhìn kiểu bị ngộ độc thực phẩm ấy đấy. Nhìn xem nó kiểu bị ngộ độc thực phẩm ấy cái này. Khó hiểu. À, về đường farm ngay anh em ơi. Đéo được rồi, hàng về xóm liều rồi, phải đi combat thôi, đéo được rồi. Sức cấp đang yếu máu nhưng mục tiêu tôi ngắm đến đó là Joker. Ulti đang có, tốc biến đang có, ulti tốc biến đấm thẳng vào, đấm chưa một, đá chưa hai. Kinh thiết luôn. Ok ạ. Thế tôi đá chiêu 2 mà ghi đu chơi kiểu mẹ. Ôi Chico, Chico hả? Chico. Nếu hiểu, hỏi chậm. Đáng nhiên đang lần chạy ra có kiểu trụ khu vực đường dưới. Ta ra, đẩy được trụ rồi. Gì đó. Có tấm bọc cứt này. Mà bọc cứt thấy tôi rồi anh em ạ. Ăn cây sơ đi anh em ơi. Ăn con cây sơ này. À, tỏ lợ này, mày là đến vú ăn thôi. Ôi, hổ báo vừa thôi, đủ mà hổ báo gì. Mày, hai lại. Nope. Ê, thôi xin lỗi, đéo mẹ đá tao. Mắt tao. Thôi, mắt tao. Không, tôi phải cắt đoạn này đi thôi anh em ơi, đéo được. Nãy giờ đầu game giờ 601 đã làm rất tốt rồi. Pha này mà để vào đéo được anh em. Đéo được. Cái gì đấy? Bắn vào bụi luôn ghê. Là sao? À hát map hả? Hay sao? Nói bắn heo xem à? Hát map hả hay sao? Cú đâm xét sấm. Ê, giỡn đi, đấm hay, giỡn đi, làm căng đéo mẹ bật cái ulti lên đổi chơi người ta. À, anh em có thấy cái điều mà tôi đang thấy không? Đấm chiêu 2 vào này, đá chiêu 1 này, hút ulti này, đá thường này, đấm chiêu 2 này, tốc biến này, chạy, ách. Tôi đéo tính được cái trường hợp là mẹ con Joker. Trường hợp này tôi chưa tính đấy em ạ. Làm đúng như một cuốn sách giáo khoa rồi. Đéo tính đến cái trường hợp là nó đứng ngay đấy ạ. Em đang hổ báo cáo trôn. Em đang càng ngày càng chết đi quá nhiều. Rocker. Em này thì Rocker chúng tôi này. Đã hi ulti đi. Hay là vừa xài ulti cho Tara rồi. À, mình đứng đây mình bê về nha anh em. Mà bê về nó phá cái trụ của mình mất, mình phải lên giữ trụ. Tao ulti nó ngược lại này. Ờ tốc biến luôn ghê đẳng cấp ấy. Chỉ thấy căng ấy nhưng mà mất trụ mẹ rồi con kỳ nát này.
hay nhá, cái gì hay nhá. Hay nhá. Hay đấy, đéo đùa đâu. Phải có căn mới làm được mấy pha như thế nên em đéo đùa. Van Helsing đang rất sung sức, anh ta đang trưởng, anh ta đang choáng, Joker chạy lên ném vào mồm của Van Helsing cái ulti. Bây giờ thì Kahi đang đái rất nhiều. Ui giời ơi. Cút Joker rồi. Ui giời, Ari. À, mình không cần vào đâu. Tem đó. Có vẻ như là tem để cho Ari chạy mạnh rồi. Gì đây? Em làm cái gì đây? Ê, tại sao không phải là thằng rừng? Ai ạ? À, tại sao không phải là thằng rừng? Ao nhây! Ao nhây! Ao! Đéo chết! À. Quả đó là thằng tí đắt, nó phải chết. Đúng là ao nhây luôn. Hay quá, chỉ tiếc là cái là tôi mẹ chưa đủ đam. Hay quá, nhá, tự nhận mình đánh hay luôn mà. Sờ cục cức này mày có về không? Về không? Mày có về không? Đấm cho một lên, chạy lên, kéo cái ulti về. Ôi kìa, nó lướt được kìa. Thôi, về đi tem, thôi, về đi, thôi. Thôi, về đi. Cúc rồi, anh em ơi, cúc rồi. À, ký nát tem nó cũng nhát. Về đi. Cục rồi. Thế là tem bạn nhát thế nhở? Này đéo về này, chết cả lũ mà. Bảo thật là chết cả lũ. Này. Tem tôi đang rất thăng tiến. Ăn đấm hồi tự nhiên tôi thấy tem tôi thua thế vai cả đại ra. Cút rồi, đéo được rồi, đéo ở dưới. Bờ rai bờ đúng tin đâu, chăm quẹt tem cho mình 2, 3 hồng lưng là mình có tem bạn. Kai đang cố gắng đái với bạn của tôi. Câu kéo tôi không thể nào mà qua co bờ cho bờ rai được. Và đây là ta gì đó, tôi có ulti, tôi có tấm biển. Và đây sẽ là một tình huống ulti tấm biển đến từ mình chứ quân. Lạc, ui giời, quá đẳng cấp. Áo dây. Không sao nhá, hay rồi, quá hay đến từ vị trí của Darak Wickbabu. Thì là tình huống bị Joker bắn chết hơi bị nhảm lòn tí thôi. Nhưng mà không sao. Em vẫn còn 2 thành viên, quá tốt rồi. Lấy cái trụ dưới này anh em, ok đó. Em chơi game không đẩy trụ quá. Alo, mẹ ta ra đi phâm rừng, hello. Fuck. Lính đang uạt xông lên. Ghidu ảo tưởng sức mạnh bị Krynak đập cho phát vào mặt. Đi thì cút. À, tiền tôi ít nhất tem rồi đồng giáo á. Mà thể hiện đẳng cấp thế mà sao lại định. Tiền ít nhất tem rồi sao nhỉ? Nãy giờ tôi hơi bị lười farm. Tôi chơi toàn đi farm người chứ đéo farm lính. tôi đi farm người cơ không à? Tôi có farm lính đéo đâu. Rồi. Đéo ổn tí nào. Đéo được rồi. Đéo ổn rồi. Đây là Agi, đủ Agi tấp biến. Tôi đã chưa một lên, tôi ném ulti, tôi nấp ở đây, tôi biến về. Ờ, à, tôi xin cái kill này. Bùi gì á. Kill này hả, ngon. Ngon nha. Joker, bán heo. Có vẻ như bán heo đồng quán móc đi Joker đâu. Tôi là phóng viên trường thuật. Tôi hôm nay sẽ review cụ thể nhất ở tình huống móc đít của bán heo với Joker. Em tôi có ulti tốc biến này. Ao nhảy. Ao nhảy. Đồ ăn bắt được em. Win rồi. Win rồi anh em, giờ tem mình ra ăn cây sơn là win thôi. Mà mất cái tốc biến phao rồi nhảm quá. Ra thay. Ui. Ui ngại thế. Ngại thế nhở. Thì ngại quá. Tem tôi bắt đầu lao vào ăn cây sơ. Thế rằng chỉ có 2 thành viên thôi mà tem muốn ăn cây sơ. Bọn Rai lên phụ ăn cây sơ này. À, con chó lợn này cút về. Cút mẹ về, cút. Tôi chơi ra đây là tôi phải đứng ở đây, anh em hiểu không? Đứng đây câu kéo không cho tem nó vào, nhất là thằng dùng tem nó. Ui chị cô làm chị tao cô hả? Làm chị cô. Ô scoot này đâu ra đây? Win rồi anh em ơi. À đủ tốc biến rồi, cút rồi. Quá nhanh đi mẹ, Joker quá nhanh đi. Ui cạnh cái gì tốc biến luôn này nè, mà sợ thật đấy. Quả đó tôi có tốc biến, tôi băng tốc biến mà tôi đá cho nó một cái vô một rồi. Gì đây, Ari của chúng ta sử dụng ulti để có thể chạy về một cách nhanh nhất có thể. Tôi nghĩ là tôi nên lấy đi cái trụ đường trên này. À, tem có bát AT, tem có bát máu lửa ấy. Ui rồi quê agak quýt ba bầu ăn rất đắn quay, ăn rất đắn quay chạy. Hay quá.
Clap, clap, clap. Cho em Nam một clap anh em nhé. Cho em Nam một clap. Này, hàng đặt một với cả SS sát thủ đẹp đi chứ còn gì nữa đúng không em? Không hàng đặt một không SS sát thủ nó lại hơi phí. Cái sao nó skin vô thái này của tôi nhìn nhìn nó dễ chảy đấy anh em nhỉ. Là sao này skin à? Skin đổi màu à? Mẹ nhìn xấu vai đá hay thế tôi bảo thật tí. Ok, chắc là video clip của tôi ngày hôm nay ở đây thôi nhá. Anh em xem nhớ like cái video này, đăng ký đi để các bạn chưa được kỳ, bật lượng cho bạn báo được cộng quả bất kỳ video clip nào. Bye. Bye.